phái trưởng ấy còn nhiều hơn cả trong biển à? Ui to phái trưởng. Không biết này. Không biết là đủ tiền không nhỉ? Mày thích ăn con nào? Hả? Thế á? Được. Mày cứ để im để tao tính. Chào em. Dạ em chào chị. Em hôm nay muốn ăn món gì? Tôm hùm hay cá? Thì em muốn ăn tôm hùm nhưng mà bọn em có ít tiền lắm. Ít tiền. Không quan trọng, bên này còn bán cái set tôm hùm nhỏ baby. Mấy trăm nghìn một người thôi. Tôm hùm baby à? Ừ. Mấy... Tôm hùm baby đây này. Đó, à đây. Đấy, đâu à? Tôm hùm baby này, đấy. Đó, đây à? Ừ. Yêu, có 400. 490.000 đồng thôi. Đây à? Một... Được 8 món, mình sẽ sử dụng 8 món. 8 món á? Ừ. Điều món. Cái này làm gì làm được 8 món? 8 món rất là ngon. Cái tôm này gọi là phô mai này. Nhìn nó đẹp nhỉ? Đẹp. Con này ngon đấy nhỉ? Ăn thử nha. Vâng. Ăn thử đi. Nhưng mà có tiền không? Được, cứ có 400, 400 mấy? 499.000 đồng thôi mà. 499, ui rồi. Sao dễ đấy? Mày đả cho 20 con nhá. Đi vào đây xem. Đây có bể cá vàng này. Ui. Ui. Mày mang lưới câu không? Em vô được mà. Vô được nó. Đẹp nhỉ. Ui. Con này to, con này là om chưa đi. Con này thì đấy này. Đây này, ui con này chửa. Con này om chưa thì thôi rồi. Ôi, con này dính kia. Con này bị kia rồi. Cháy sóng cong lưng. Bị kích điện rúi rồi. Đây này. Đẹp nhỉ. Ấy, tính ra con này mới đẹp. Om chưa. Không, con bị cong cong khều khều kia mới đẹp. Đi vào trong nhà hàng xem còn gì hay ho này. Baby này. Ôi nhỉ. Hả? Ô, chị. Ba này, ba này. Anh lưu ý mày nghe em đánh đàn này. Mày tránh ra. Kéo này, đánh nét đàn này. Mày tránh ra, anh cho mày một bài. Không. Bản tình ca mùa hè. Rồi ông ạ, đàn bà ạ. Học đánh đàn bà trước đi đã rồi mới học đánh đàn được. Ôi, sờ ông này là sờ lắm tiền lắm, sờ vào rồi. Thật. Điều. Điều gì? Thế sẽ đi xây sờ đâu? Tao cũng không biết được. Thế em sờ cả đi cả đâu? Không, thấy người ta bảo là sờ vào đây là phát tài phát lộc ấy, lắm tiền ấy. Lắm tiền á? Ờ. Thơm này. Chà. Úi. Sờ nhiều nhiều cả. Thôi được rồi. Ui sao đây xem cá này. Ui. Ui. Ui cá chỉ vàng này. Cá chỉ đen. Ui. Ui. Chỉ sọc. Con này mà giá gì thôi rồi. Ừ, con cá vàng kìa, chỉ vàng nó nhìn giống con cá chỉ vàng nhỉ. Chắc là ăn ngon hơn cái con cá chỉ khô nhỉ. Khả năng thế. Con gì này, đây này. Ôi, run này. San hô, san hô. Run, san hô. Kìa nữa kìa. Con gì kìa. Ui, hình như san hô sao ấy. Con này ăn được không? Tao cũng không biết nữa. Khi nào ta cái ăn con, đâu. Cái này mà nó là nộm chứa chủ vậy nhỉ. Cũng được. Đi, nhà hàng này to với trưởng nhỉ. Rộng nhỉ. Đẹp thế. Đấy, khéo ngã. Ui mát phải trường. Ai này. Đánh cái này này. Hả? Tăng 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 cái hể và tăng. Mát nhờ. Này hôm nào mùng 1 mùng 1 tháng 6 tao sẽ cho mày xuống đây tiếp. Được. Được. Bây giờ à, ngồi chỗ nào ăn cho đẹp nhỉ. Đây. Đây.
cọc cọc đó, nhẹ không vỡ. Tí nữa ngồi đây ăn hay ở dưới kia đây nhỉ? Chỗ nào cũng mát, thôi cứ đi đảo tiếp đã. Đi chơi đã. Mày cắt gì đây? Được chưa? À, chào chị. Dạ vâng. Ê, menu à? Dạ vâng. Nhưng mà bọn em không có tiền đấy đâu. Có chị lúc nãy chị ở ngoài chị bảo là có set 499 thì 499 nghìn đấy. Nãy em có set menu 499 thì gồm có 8 món. Nó là set gì hả chị? Cái này set thì em dùng tôm hùm baby. Tôm hùm baby đúng không ạ? Dạ vâng. Tôm hùm baby thì 8 món à? Dạ vâng. Còn để tôm hùm là món chính thì em sẽ có món khai vị và món ăn phụ đi kèm nữa. À, tức là một con tôm đấy là 8 món hay là... Không, con tôm là món chính, sẽ có những món khai vị, món ăn phụ và tráng miệng đi kèm, có 8 món. Có. Bây giờ bọn em muốn ăn cái set đấy, bây giờ là có món gì dành và... Trong set đấy thì khai vị mình sẽ có súp mua cua, có salad trong biển trứng cua, nộm rau muống chiên, nem cua Hồng Kông, sò biển nướng sốt hải sản, tôm thì mình có tiết canh, nhiều đấy. Tôm thì mình có thể dùng bỏ lò thêm tươi phô mai này, nướng mọi này, hấp, nướng bơ tỏi, cái đầu thì mình nấu cháo. Cháo miệng thì đúng rồi, một set là có tất cả những món em vừa đọc đấy ạ. À vâng. Chém tất hết rồi. À không, bây giờ nhá, đây cho tức là một con tôm làm à tất món đấy. Tất món đấy được không? Không, thì con tôm thì mình chỉ làm được 3 món. À 3 món à? À tức là em hiểu rồi. Tức là trong cái set đấy là con tôm này có thể làm được 8 món. Đúng không? Nhưng mà con tôm làm được 3 món và có những món ăn phụ đi kèm là thành 8 món. À. Thế còn free thì thêm gì rồi? Vẫn chưa hiểu lắm. Tức là bây giờ em cho em set là như thế này nhá. À trên gì nhỉ? Bơ tỏi đúng không? Trên bơ tỏi. Bơ tỏi. Mình có thể dùng bơ tỏi. Nướng ngoại này. Nướng ngoại hấp và bỏ lò kem tươi phô mai. Thế thì anh ăn cái gì? Mày ăn cái gì? À thế thì cho em mày vào ăn gì nhỉ? Mày bơ tỏi. Chị ăn món gì ngon? Theo em này, cách nhà mày ăn nhiều món bỏ lò kem tươi phô mai. Với cả cái gì nữa? À, có nướng ngoại hoặc là bơ tỏi. Ừ, mày bơ tỏi. Thế thì... Chị ăn bơ tỏi. Mày bơ tỏi à? Anh ăn bỏ lò kem tê phô mai. Kem tê phô mai. Bỏ lò kem gì? Kem bỏ lò kem tê phô mai. À kem tươi. Dạ vâng. À tưởng kem tê. Cái món này lại lại được cả kem. À, em một set của em sẽ được những cái gì này? Bỏ lò một kem tê phô mai. Một set thì mình sẽ có một bát súp này. Một bát súp. Một nem cua Hồng Kông, một con sò điệp nướng sốt hải sản. Salad thì hai set thì em sẽ chung lại thành một đĩa salad. À, vâng. Tức là thì mỗi người sẽ có một con. Của em chỉ có 400 499.000 là được ăn món đấy ạ. Không, chị cho riêng đi, tại vì để cho hai đĩa trả lại. Thế thì cho tăng lên một set chứ không phải là hai người ăn chung một set thôi nhá. Hai set là đấy, em ăn món chính là gì nhỉ? Em vừa bảo cái gì nhỉ? Bỏ lò kem tê phô mai, kem tươi phô mai. Với đấy là món chính, còn mày là gì nhỉ? Nướng bơ tỏi. Nướng bơ tỏi. Bơ tỏi. Đấy, rồi còn nhưng mà tí nữa anh nhớ cho em ăn kem rồi đấy. Cho ra xem. Vâng, thế anh hay anh mình dùng đồ uống gì ạ? Em nghỉ. Rượu. À, nhưng mình muốn dùng bơ tỏi con chẳng ấy. Đỏ đi cho nó chất. Dạ vâng. Anh thì em uống coca. Vâng. Coca to. Mày là uống đen à? À? Mày uống coca là kiểu như rượu đen đấy à? Ừ. Rẻ nhỉ, 499.000 nhưng mà không biết tí vậy thanh toán thì 4.900.000 chết tôi. Không chắc không sao đâu, nhà hàng lớn thế này. Không, nếu mà đấy á thì tí nữa cho anh một đôi 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 bán mày. Cái này dùng được gì? Càng ngóng à, em xem phim Tây suốt rồi. Nè, à ăn này lau mồm luôn thì. Hợp lý. Ôi, nhưng mà em nhìn như kiểu cô xin ăn cháo ấy. Nó không tây tí nào. Dùng được gì? Ở đây, chị.
Đây ạ, rượu vang đỏ này. Đây thì em thử ăn. Mày không được uống rượu, chỉ còn. Ôi, cái này dùng thế nào chị? Dùng trực tiếp là lau mồm đấy gì ạ? À, cái này thì mình có thể như thế này, mình cảm thấy chân. Tức là cái này ạ, buộc đây là chưa dùng cái này bao giờ? Thì em chơi quả như này cho nó ngầu. Chắc, phải chắc bú ấy chứ. Chị ngầu mau đấy. Mới lâu. Đây. À, để đây. Đây là phải thế này. Chưa chắc là để đúng rồi thôi. Nào. Cái này không màu như của anh. Chắc chắc. Anh đưa cái cốc to này cho em. Đây. Khổ thật. Uống thôi đây. Kéo đổ. Đổ vào. Nằm nếm thử luôn. Thì đổ đá chứ. Đấy, không phải đá, lại không. Đấy, sợ. Không đá đâu. Nào, 100%. Nào. Nào. Ô, uống, anh không biết kiểu uống được đây. Phải lắc này. Sống mày cầm thế, đây, cầm thế này này. Người ta xiên vào cái này. À, thế thì em lại nhắc lên. Nhắc lên, lắc. Ngử đi. Uống như rượu. Này, chuẩn bị đi chén. Nấu cái này khó quá. Kiểu gì đâu. Ok, đây đâu. Được chén thôi, được chén thôi. Chia thì em chín đi đá. Em sẽ gửi xúc mô cô ạ. Xúc ạ? Xúc mô cô ạ. Hoà, ngon ghê chưa? À, thì ăn thế nào nhỉ? Em nhé, xúc mô cô. Ăn được tất cả các món xong ăn một thể hay là... Mình cứ dùng xúc trước cho nó thôi nhỉ. Rồi món cho người ta dần dần. Ê, ngon không? Ngon nhỉ. Ăn đây cười. Cái món này khó đấy. Thìa đây. Ừ. Mày không thấy thìa. Cái đồ nào về về. Số nhìn như một ông. Ngon nhỉ? Ngon. Cuộc đời ta chưa bao giờ ăn súp. Không ngờ súp nó lại ngon như này. Tôm nhỉ? Tôm. Tôm nhỉ? Ăn béo ấy. Ngon. Được rồi. Ê, bố bạc. Quả hạt ngô. Súp quá. Ăn để phong cách này mới đủ bài. Đấy, kiểu như này. Hả? Mày chăm chưa đi? Để thở bú được cái cốc kiểu 100% mà. Cái này cũng giống tây. Mày thấy giống cái gì trong mì không? Tao thấy bắt đầu giống như kiểu đại gia trên đất ấy. Trên đất gì? Kiểu đại gia tích ấy. Đại gia sự ấy. Là tích sự. Tích sự ấy. Nữa ra kiểu như lại là lịch sự quan nhân viên rồi này. Có cái gì không? Đập. À, lý nữa thì quá. Cảnh động hết. Quá wow,
À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh xin cho em tôm nướng bơ tỏi. Bơ tỏi, bơ tỏi của mày à? Của em. Có ăn rau lưu miếng? Không. À, ăn rau lưu miếng? Không, thì nữa rau lưu sau. Được rồi anh ơi. Để em ăn với em. Ăn món nào nhỉ? Bánh mì em kèm tôm ạ. Cho em ăn bánh mì trước này. Vâng. Đây là của em đây ạ. Đây em bê đó. Đây để em. Em tôi bỏ lò kem tươi phô mai ạ. Cái này thì em bánh mì nhé. Không kém phần long trọng đâu. Nhá. Ấy. Ui. Chị ơi. Chị kia bê con gì ngon đấy. Con gì vậy? Cho em xem đi. Em xem cả. Con này của mình à? Không, con này của bạn khác. Bạn khác à? Vâng. Thế này cho em ăn rau lưu nhớ. Mày rau lưu một bát là hết cả con này. Nhưng mà con này ta cũng trong kiểu đấy xem như này ạ. À tức là lúc nãy mà em mà gọi cả con này cũng được đúng không? À thế ạ, à, thì ăn xong con này con mình đi vào đầu bếp làm sẵn cho em nhé. Lý à, em ăn xong à, xem này trả tiếp. Thì anh của ba người ở đoạn nào ấy? Thế thì em ra em ăn giống như. À để em nghe lại con. Ủa ừ. Ngon thật đấy. Hay là cứ giao lưu trước. Rồi đấy em gửi chị. Lý nữa em sẽ thưởng thức món này. Đúng ngon đấy. Được rồi đấy. Bây giờ ăn rồi rồi. Ấy đủ chưa? Đủ hết rồi chị ơi. Con cháo. Con cháo nữa à? Cháo nhỉ? Hay là đợi cháo nữa? Là chè. À thế ạ. Thì mình cứ ăn món chính trước rồi, những cái món đấy là ăn phụ kiểu như cháo miệng sau. À dạ vâng. Xong trước. Thế em ăn thử miếng của anh nè. Thôi mày. Đấy em cho anh. Thôi thôi thôi, ông thử bát tiết canh một miếng. Wow. Em không biết chọc. Hả? Thử miếng đi lên cho. Ai, này! Miếng! Bát tiết canh này nhá. Mày lượm bát hết một miếng của mày đấy ạ. À? Cần. Mà, cái món của tao là món gì vậy? Mày làm gì ạ? Hắn. Hắn làm gì ạ? Mày... Mày đưa đây. Không, đi em tự ăn. Đây tao. Nào. Wow, này. Đây này, tao bảo không cách cần, ăn của mày không đúng. Không cần bảo. Ăn thế này mới đúng này. Không bảo. Đây cầm, tao bảo thôi. Không cần ăn rau lưu, không cần chạy. Tao bảo thôi. Không. Của tao ngon đi bộ. Ngon đi. Ăn đi được. Không. Của tao ngon mà thật. Thôi được rồi thôi. Đây là trong mình giao lưu trước nhá. Trong tí mình cho giao lưu trọng nè. Ngon đi. Đó, đẹp đẹp. Bệnh nửa ra. Nửa yếu đuối nhỉ, kém khỏe nhỉ. Đây, tao lấy một miếng thôi. Rau lưu ấy. Hiểu đấy. Tao thì lại đây là nó mình. Tự nhiên của tao ngon. Bây giờ anh di chuyển kia đi. Dạ. Dạy em nước ơi. Đây. Đây. Chào chào. Chào. Mày thử chăm ra đi. Tao sợ mày quá. Ngon em. Đây ăn ăn cái này phải để kèm salad này. Salad có nhiều. Ngon cực, ăn được sao? Ngon dài.
đây cái đầu có cái gì đâu. Ui, không. Hả? Tao thử miếng. Đây, tao đổi cho mày cả con này. Miếng nhé. Ừ, nào. Đổi cho mày cả con. Đây, tao lấy một nửa này nhá. Cái gì đấy? Cả con này hết đâu rồi. Hết đâu? Đây, nguyên hai phần đầu đấy. Không, đổi đầu thôi. Ừ, đổi cái đầu đấy, cái đầu. Bú được, giao lưu. Cái này là trứng nữa thôi. Em nhọc nhạc thì ấy nhỉ? Nhưng mà người ta cờ... Nhạc thì ở bên dưới hết, nên giao hết. Tao thấy ăn không giống như bài đâu. Ủa để món này. Cái gì đây? Thực tế thử hết đi đã. Xong rồi ăn hết con này thì ăn những cái khác mất ngon. Mình phải ăn đồng loạt tất đấy. Rốt để... Dạ, dạ hết. Ngon lắm, dai rồi. Ừ, đây là cháo. Ngon lắm. Chắc thế. Ừ. Ừ. Ngon. Cháo. Đây là chè. Ngon. Đấy, còn là cái này là nước quý em ạ. Ăn nước dừa như chè. Chè ngon lắm. Đấy. Nước dừa à? Hả? Mày đi. Thôi, thôi. Ta đã thử miếng rồi. Thử một miếng rồi. Chúng mày cần cho nhiều nước dừa vào. À, chúng ta ngoan thử.